Xin chào các bạn đã quay trở lại với DIY kỳ này của Thảo. Và kỳ này sẽ làm đẹp với Nha Đam nhé. Đầu tiên là Nha Đam nè, sữa chua. Wow, uống cũng rất là ngon. Đầu tiên mình sẽ cắt để lấy ruột trong của Nha Đam. Mình có thể dùng một miếng khăn giải ướt để khô, hoặc là một cái miếng vải có lưới để mà lọc Nha Đam. Cắt Nha Đam thành hạt lựu nè. Khoai tây đã luộc, cắt ra xong bằm nhuyễn. Cho sữa chua và Nha Đam và thêm một chút vitamin E và dầu dừa nữa, trộn đều hỗn hợp này lên. Dùng một miếng mặt nạ, sau đó cho hỗn hợp lên, đắp để khoảng 20 phút. Khi bóc ra, đi rửa mặt lại, chúng ta sẽ có một làn da rất là căng mịn. Dùng tiếp Nha Đam cắt sẵn lúc nãy và thêm một chút dầu dừa, trộn đều hỗn hợp lên. Hỗn hợp này dùng để dưỡng tóc. Bôi lên tóc, sau đó dùng một cái khăn để quấn lại nguyên một đầu. Để khoảng 25 phút thôi, tóc mình sẽ trở nên mềm mượt và rất là xinh đẹp. Tiếp theo là một hỗn hợp khác, nước gạo và Nha Đam cắt sẵn. Cái này thì đơn giản hơn, cũng dùng một miếng mặt nạ khô, sau đó cho hỗn hợp này đắp lên mặt khoảng 20 phút. Thì chúng ta sẽ lại có một da mặt căng mịn và làm đẹp một cách thật là tự nhiên. Không cần tốn kém, chỉ cần Nha Đam và dầu dừa thôi. Rất cảm ơn các bạn đã đón xem DIY làm đẹp với Nha Đam kỳ này của Thảo. Và chúc các bạn luôn xinh đẹp giống như Thảo. Hãy subscribe kênh Lady Night và share video clip thật nhiều lên Facebook nhé. Cảm ơn các bạn.